Thưa với quý vị và các bạn, và lúc này thì chúng tôi cũng vừa về một chiếc xe Hyundai Grand i10. Đấy, phiên bản này là phiên bản sedan, quý vị và các bạn nhé. Vừa về thì đang dọn dẹp thì đã có một anh khách, anh ấy qua là anh ấy đặt cọc luôn, quý vị các bạn ạ. Đấy, anh khách đặt cọc luôn và yêu cầu chúng tôi lắp cho anh một cái màn hình Android thật xịn. Thì chúng tôi cũng đã gọi thợ đến và lắp cho anh một cái màn hình Android, camera lùi, quý vị bạn nhé. Đấy, chiếc xe rất là đẹp rồi. Đang có dọn đây, đang dọn xe thì anh đến và anh xem, anh đã đặt cọc luôn rồi quý vị các bạn nhé. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục mua rất nhiều những chiếc xe i10 về để phục vụ quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua bán những chiếc xe ô tô i10 thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi ạ. Đấy, thì hiện nay thì nó chỉ loanh quanh từ 250 triệu đến 300 triệu thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe i10 đời khoảng 2018 đến 2020 các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, thì chiếc xe này đã được anh khách đặt cọc luôn rồi, chỉ có chờ lắp đồ, lắp màn hình xong là anh nhận xe thôi các bạn ạ. Còn đang dọn dẹp thì anh đã đến anh xem và anh mua luôn các bạn nhé. Đấy, và sắp tới thì chúng tôi sẽ mua về nhiều những cái dòng xe i10, Vios City. Nói chung là thời điểm này thì những xe giá tiền khoảng độ 300, loanh quanh trên dưới 300 thì rất dễ bán và rất nhiều khách quý vị các bạn ạ. Mua về cái là bán luôn các bạn nhé. Đấy, thì chúng tôi đang cho anh em thợ lắp cho anh một cái màn hình Android thật là xịn trò các bạn ạ. Đấy, đây là cái màn hình Android này, LED Pro. Đấy, LED Pro xịn luôn các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video thì mong quý vị các bạn hãy like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.